Hiếu xin chào tất cả quý cô chú anh chị cùng các bạn. Ngày hôm nay Hiếu đang đi lên trên cái khu rừng này và ghé thăm lại cái chòi tạm của Hiếu đây. Đợt trước lợp bằng lá chuối vì nó đang mùa mưa nên mình lợp để phòng mưa. Hôm nay vào trời cũng âm u cả nhà. Lá chuối thì bữa nay nó khô hết rồi. Phần đệm này thì vẫn còn nằm được. Lá này vẫn còn dùng được. Hôm nay chắc là mình sẽ ở đây một đêm nên là một lát mình sẽ sửa soạn qua rồi mình tối nay mình ngủ lại nhé. Bây giờ mình sẽ lên cái khu rừng này, chúng ta cùng khám phá cái khu rừng trên này cái mùa này nó xem sao cả nhà. Mời cả nhà cùng đồng hành với Hiếu trong video ngày hôm nay nhé. Lúc đầu Hiếu vào thấy nắng bây giờ âm u nên Hiếu phải chạy vội chặt một ít lá chuối trước đã để mình xem có mưa không rồi mình tính cả nhà, để mình lợp qua nhé. Không là mưa thì chúng ta ướt hết máy móc này các thứ. Lúc nãy là nghe kiểu âm u mà làm xong này hửng thôi được, nếu mà không mưa thì mình che tối mình nằm cho đỡ lạnh, cứ để đây cho an toàn. Bây giờ mình cùng cả nhà chúng ta lên rừng nhé. Đây là cái con suối mà Hiếu thường dùng cái nước để đưa lên trên chòi cả nhà, và lúc nãy thì Hiếu chặt cái lá chuối ở bên đây. Giờ Hiếu cùng cả nhà chúng ta đi ngược qua cái cánh rừng ở phía bên này nhé, xem bên này chúng ta khám phá xem. Nước ở trên này nhỏ thôi, chảy nhỏ. Mùa này có cây trái gì không cả nhà? Nếu mà có cây trái là thường có thú nó ăn nhé. Vừa đi lên gặp cây sáo đó. Cây sáo này nhỏ đây, có rất là nhiều cô chú thắc mắc về cái lá của nó. Lá ở trên là lá đôi, lá ba. Cái gốc này nó nằm trên kia kìa, gốc này cũng thu hoạch được rồi, nó to rồi cả nhà. Đây này, ô gốc này to chứ. Đây, cái đặc tính của nó là nó có một cái gai nằm trên lá đấy cả nhà. Gai nó đây. Gốc này to nha. Gốc này thu hoạch được rồi. Nó ra đây xong nó bị gãy này. Đó, to gốc. Cái củ của nó ở dưới to lắm. Cái này đào được rồi nha. Rồi Hiếu sẽ đi kiểm tra xem ở đây nó có nhiều không. Vừa lên Hiếu gặp một gốc. Và nhìn thấy ở đây cái đường con chuột mang nó đi rất nhiều cả nhà ơi, nó đi bóng bẩy luôn kìa. Đó, lối đi của nó đấy. Trọc trọc lá là nó đấy. Xong nó đi qua bên kia lối đi. Đây, cái tầng lớp cây nhỏ ở dưới là rải rác những cây mây và những cây dứa rừng đấy cả nhà. Rừng ở đây nó cũng rào ấy, dễ đi. Cái khu rừng bên đây là lần đầu tiên Hiếu đi. Đây, lại cây sáo tam phân. À, khu này sáo tam phân nhiều cả nhà. Nhưng mà đây là cây nhỏ. Cây này thì chưa lấy được đâu, nó còn nhỏ lắm. Mình sẽ đi một vòng này kiểm tra xem là mình về nhé. Bây giờ cũng xế chiều rồi.
Vừa phát hiện một bãi sâm cao đen cả nhà. Nhổ lên một cây này, củ nó khiếp chưa? To. Trời ơi. Củ này. Sâm cao đen tiên mao nha. Củ này phải 20 phân luôn. Bữa này cái này gặp cái củ này thì thôi rồi. Để dành nhé, bữa nào Hiếu sẽ lên Hiếu khai thác. Bây giờ Hiếu đang đi khám phá để kiểm tra xem cái khu này đã. Những cái cây này cả nhà. Nó già cỗi luôn. Nó già cỗi nó đẻ lan ra là cái củ nó to lắm. Nó dài nữa. Khu này một bãi luôn cả nhà. Toàn cây già không rồi nhá. Cây to lắm. Trong đây này, một đám này. Để bữa nào Hiếu sẽ lên đây Hiếu sẽ thu hoạch một bữa luôn. Thu một lần là mấy chục ký luôn cả nhà. Chứ mình cứ hái lắt nhắt nó lâu. Trời ơi. Quá đã chứ. Để xem có cái bông này chưa. Mình sẽ quay cho cả nhà xem cái bông của nó. Một đám này. Ui trời ơi, trúng mánh rồi. Một bãi sâm cao. Sâm cao đen. Có cái hoa của nó đây cả nhà, hoa nó màu vàng đây. Đó, hoa vàng của nó đây này. Hoa đẹp chưa. Cái hoa này nó ra nó nở thành cái cây. Nó vẫn ra cây được. Cái này thì Hiếu chưa tìm hiểu về cái hạt của nó có ra không. Nhưng mà thường thì thấy nó đẻ rồi. Đẻ cây. Những cái cây này thì nó rất là già rồi. Đây cái đám này này. Nó già lên nó chết rồi. Bây giờ những cái củ dưới này nó mới dài này. Toàn những cái cây già không thôi. Chỗ này. Để mai mốt mình lên mình sẽ gom cái đám này lại. Ở đây là nhiều lắm cả nhà. Ôi trời ơi, một đám này. Như kiểu là những cái cây dừa con đó nha. Hay là người ta gọi là, còn có tên gọi là sâm cao lá, lá mũi thuyền đấy. Nó nhọn đến cái mũi thuyền này cả nhà. Đó. Nó nhiều tên đó. Rồi, một đám đã chứ. Ở đây mình thấy một cây chè rừng luôn cả nhà ơi. Này. Lá nó đây. Loại chè này là chè lá to này. Cây cao nha. Cái này chè rừng nó nằm ngay những cái đám chuối luôn. Chè này nó thường mọc những cái chỗ ẩm và mát nha. Cây chuối này hình như là nó sắp chín rồi. Chín rồi hay sao cả nhà. Đang đói bụng, chặt xuống xem có phải chín không, mình có thức ăn luôn này. Được một quả chín thôi cả nhà. Được một quả thôi. Còn cái buồng này nó già mình cũng sẽ lấy luôn này. Đây. Một trái chín nó nẻ ra đây. Đó. Đang đói này. May quá. Những con sóc nó chưa ăn. Mời cả nhà nha. Có cái chỗ này con này nó ăn mất miếng. Đi rừng mà gặp chuối rừng chín thì chỉ có cái mùa trái cây nhiều thì sóc với khỉ nó không ăn thôi. Chứ gặp mùa này trái cây đang hiếm mà. Nó bụp hết. Ngọt ngọt. Thơm. Chuối rừng thì thơm. Hạt nó nhiều thôi. Cây này là một loại họ họ riêng đấy cả nhà, họ gừng đấy. Nó đang ra bông nhá. Này tầm tháng 9, tháng 10 là có trái. Trái nó chín ăn ngọt này cả nhà. Nó giống như kiểu trái sa nhân rừng ấy. Trái của nó đây. Sẽ lấy cái quả của nó cho cả nhà xem. Đây cả nhà. Đó. Trái nó đây cả nhà. Gọi nó là thảo quả. Cũng như trái sa nhân rừng. Trái sa nhân rừng thì nó có cái râu giống như kiểu trái chôm chôm ấy. Còn trái này nó khi nó chín nó tách cái múi của nó ở trong này. Ăn cũng ngon nhé, ngọt ngọt. Cây này để nhớ cái mùa đấy, Hiếu lên Hiếu lấy. Trái bên này nhiều. Một đùm chùm này đẹp chưa.
không cả nhà, một chùm thấy rất là đẹp. Cái khu này cây thảo quả này nhiều cả nhà ơi, này nó đang ra trái ra bông này. Đây những cái chùm trái đẹp chưa? Đó. Tầm tháng 9 tháng 10 là lên mình thu hoạch được. Cây này. Ui, trong này một chùm nữa, đẹp chưa? Đó, nó đang ra cây. Đẹp này. Cái bông của nó mọc ở trên cái trái luôn. Nó mọc cái bông xong là cái trái nó ra ở dưới. Rất là đẹp luôn. Một gốc nhiều nhé, nhiều chùm lắm. Rồi mình biết cái khu này có cây thảo quả này, bữa nào mình lên mình thu hoạch. Đây này, đây cũng nói, cái này cũng có trái rồi này. Ủa, trái nhiều thế nhỉ, đây này, đó trái nó đây. Đó. Trên đường về đi qua cái khu rừng nứa, mình thấy mấy cái nứa chết cả nhà, kiểm tra. Mình phát hiện một cái hang, cái hang này đang còn bít cả nhà. Rồi, bây giờ mình về mình lấy cái thuồng, cái cuốc xuống để mình đào. Ồ, đây nữa. Đây nữa cả nhà. Đây này, nó bới đây. Đây một lỗ nữa này. Đây rồi, đúng rồi, đây một lỗ nữa rồi cả nhà. Trong này một lỗ nữa rồi. Vậy là mình sẽ phải đào cái khu cái bụi nứa này rồi. Đào từ chỗ này lên là cái chỗ này cả nhà. Cái lỗ này nó bị tịt luôn. Hết luôn rồi. Không biết là lỗ nào nó, bây giờ mình sẽ phải tìm lại nhé. Tìm lại cái hang của nó. Để đào xuống chỗ này xem. Bởi vì cái ngách ở dưới này mình cũng chưa kiểm tra nữa này. Rồi chỗ này hết rồi này. Lên chỗ này cũng tịt mất rồi. Cuối cùng cũng tìm được cái hang chính của nó rồi cả nhà ơi. Nó đi sâu xuống đây rồi. Bây giờ mình phải hạ để mình đào xuống nhé. Ồ, cuối cùng cũng gặp nó cả nhà ơi. Thấy nó rồi. Mạnh lắm con này. Mình phải đào rộng nó ra mới xuống được, bắt được nó. Thank you.
Cuối cùng cũng tóm được nó rồi. To cả nhà ơi, to lắm. Con này phải tầm ký hơn. Xem được hay cái nào. Cái luôn cả nhà. Cái hay được không biết nữa. Ui, vậy là không phụ công nha, không uổng công mình đào. To nha. Em này chắc được đấy. Vậy là may mắn rồi. Bây giờ mình tranh thủ về nhé, trời cũng xế chiều rồi cả nhà. Để làm cho tối luôn đấy. Mình kẹp nó là mình gom đồ nó về đã. Đang đào lại cái bếp lò cả nhà. Phát hiện ở đây có một cái nguồn thức ăn này. Đây là cái con gián rừng này. Ấy, cái chân của nó rất là sắc nha. Đây cả nhà, con này. Con này là một cái con côn trùng. Ăn rất là ngon luôn. Thịt nó thơm, nướng ăn rất là thơm. Nó gián rừng. Cái chân của nó sắc lắm. Đây cái chân gà này, này. Ui, nó cấu một phát là đâm vào tay luôn. Hiếu thấy hai con. Không biết một con ở đâu rồi. Mình sẽ làm một cái lỗ thông hơi để mình lấy hơi nha. Quá trình mình đốt thì bếp lửa này nó sẽ cháy không bị tắt này. Vì thời gian không còn nhiều, Hiếu tranh thủ đem ra suối để làm rồi lên mình nấu một món nữa cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một ít nước nữa mình đưa lên rồi mình làm món nữa cả nhà. Khu này có chuối rừng nhiều. Mình sẽ tìm xem ở đây có trái chuối chín và có cái bắp chuối chưa. Mình lấy một số nhé. Khu này là nó ẩm cả nhà và cây cối nó rậm rạp nên là nó ánh sáng nó thiếu. Chuối rừng rất là nhiều hai bên suối. Mình vẫn chưa thấy bắp. Phát hiện một cái đây mà mùa này sóc đồ nó ăn hết rồi cả nhà. Còn non ấy, mới ra trái non mà sóc nó đã ăn hết rồi. Hiếu loay hoay làm nãy giờ cả nhà. Loay hoay làm xong thì Hiếu đi tìm một ít cái trái rừng. Trái này cả nhà, đây trái đu đủ rừng. Người đồng bào còn gọi là trái măng cà rá này. Và đi tìm một ít rau rừng về làm cái món tiết canh nhưng mà không có. Tìm mấy củ riềng rừng đây cả nhà. Bây giờ thì gia vị nó thiếu nhưng mà ở trong rừng thì mình có gì mình tận dụng mình làm. Đó, phần thịt thì bây giờ mình sẽ nấu với cái này này. Đó, cái phần lòng Hiếu vừa luộc xong rồi nha. Mình sẽ thái ra để mình làm cái phần tiết canh trước nha. Không là nó đông mất. Phần da đầu của nó này, dày nên là phần này rất là giòn nha. Đó, mình thái sợi xong mình thái khúc gọi là viên cờ đó. Phần này là nó chỉ có da không thôi cả nhà, da nó giòn nhá, dày nhưng mà giòn. Còn tiết là Hiếu đã hãm và cho nước dùm xong rồi, bây giờ mình cho vào cái phần này thôi cả nhà. Nó đều lên cả.
Tiết dúi thì đỏ tươi đẹp, nhưng mà cái hình ảnh này thì Hiếu cũng không quay cận cảnh cho cả nhà xem được nhé. Cả nhà thông cảm cho những cái hình ảnh này. Rồi bây giờ mình cho vào thôi. Quá đẹp luôn cả nhà. Rồi vừa đẹp luôn. Một bát. Đấy. Cái này thì quá tuyệt vời. Có cái phần dư này mình sẽ cho vào cái phần thịt để mình đảo luôn. Đó, phần thịt rất thơm luôn. Gia vị đầy đủ và một chút riềng. Cái này cho dầu ăn trực tiếp vào luôn cả nhà. Mình ướp như này cho nó bóng này, một lát đảo không bị cháy nhé. Vì mình không cần phải phi hành tỏi, mình cho vào luôn. Đó. Đảo lên, ướp cho đều vào. Cho ướp khoảng tầm 5 phút thôi là mình sẽ bắt lên mình đảo, cho nước vào và cho cái phần trái này vào nhé, trái đu đủ rừng vào. Sẽ ngắt cái phần trái to này trước. Trái to này ăn rất là bùi nhé. Ăn kiểu giống như mình nhai cái hạt sen. Nó bùi bùi vậy. Bắt lên nấu thôi cả nhà. Cái bếp này nóng nhé. Lửa đi. Ở dưới than nó hầng lên. Nên là mình chỉ cần làm một cái này thôi. Đấy là mình đảo cái này nhỉ. Rất là nóng mà. Phần thịt đã săn mình cho cái trái này vào. Vào mình đảo luôn rồi nè. Đảo cho nó thấm xong là đổ nước vào nhé. Một nồi luôn đấy. Xăm sắp thôi cả nhà. Đó, tầm đấy là được. Chút nữa đi. Rồi. Mình vừa làm nước có để mình ăn luôn cho nó ngọt cả nhà. Rồi, giờ đợi vung chín cho sôi một lúc nữa nhá, hầm nó chín xong bắt đầu mình ăn thôi. Hầm cho nó mềm chín thì nó chín rồi. Nghe tiếng sôi rồi giờ ăn. Còn một chút tiết dư hồi nãy Hiếu đổ vào, giờ cái màu nó đậm được rồi cả nhà. Phần thịt là đã mềm rồi nhé, cho sôi một chút vậy chứ mình hầm nó nhừ quá ăn cũng không ngon. Thịt rừng thì phải ăn dai dai mới ngon cả nhà. Mình dở ra rồi mình ăn thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp ở trên này cả nhà. Trên cái sàn này rồi mình ngồi mình ăn cho sạch sẽ nha. Vì dưới này bây giờ kiến. Nên là Hiếu không ngồi dưới này đâu. Kiến quá. Rồi tối nay mình sẽ ngồi ăn ở đây cả nhà. Ui chà, nóng hổi vừa thổi vừa ăn nào. Lên sàn thôi. Cả nhà ơi, cái bát tiết canh nó thật sự rất là thành công luôn. Nó đông cứng luôn. Cái này giờ chắc là úp cái là nó sẽ long ra luôn cái bát khác luôn ấy. Này, đông này, đông cứng luôn. Bây giờ Hiếu xin phép làm thủ tục một chút rồi chúng ta ngồi vào bữa tiệc nhé. Mình sẽ gắp ra cái phần này rồi mình đi mời các vị sơn thần thổ địa một ít. Này là một cái đùi cả nhà, mình để mình hấp này, mình để riêng ra đây. Tí nữa mình ăn, còn phần này mình sẽ múc ra đây nhé. Đợt này đi thì mình mang theo một cái thìa để cho có cái gì mình dễ ăn, dễ xúc. Ồ, cả nhà xem nó đã chưa. Thịt quá đã.
Hôm nay Hiếu có cái bình như thế này cả nhà thấy đáng yêu không? Vừa uống vừa lắc lư. Cái này là ngửa cổ ra là uống luôn cả nhà. Nhưng mà Hiếu sẽ rót ra đây thôi. Hiếu cũng mời các vị thần rừng rồi nhé. Rồi chúng ta làm một ly cho dẻo dai gân cốt cả nhà. Sau một cái ngày chúng ta lên rừng và cũng như là may mắn. Bây giờ Hiếu xin mời tất cả cô chú anh chị cùng các bạn dùng một bữa tiệc nho nhỏ trong rừng với Hiếu. Đó, chúng ta gồm có hai món này, tiết canh dưới rừng này và cái món hầm với cái quả này, đu đủ rừng. Rồi, mời cả nhà. Rồi, mình sẽ đầu tiên mình sẽ thử cái món này cả nhà. Đông cứng luôn cả nhà thấy không? Này, đông cứng luôn, nó lắc lư này, thoải mái luôn. Sẵn phát nào. Ui chà, từng tảng luôn cả nhà. Ngọt lừ luôn. Cái trái này thực ra vẫn ăn sống được cả nhà nhé. Sống nó cũng có vị ngọt ngọt. Nhưng mà khi chúng ta ăn ăn với cái món nấu này nó rất là béo này. Y như kiểu mà mình ăn cái hạt sen luôn. Nó bùi lắm. Bây giờ mời cả nhà một cái món hầm với lại củ này với dâu hiếu này. Một miếng thịt này. Hương tràn nó vẫn chai. Quá ngon luôn. Mặc dù hơi thiếu một chút gia vị nhưng mà đỉnh. Rượu chỗ này cả nhà. Rất ngọt. Phần đùi sau của nó này. Cả nhà xem thịt này. Đó, cái đùi nha. Thịt không là thịt luôn. Đó, bây giờ mình gặm cái đùi này phát cho nó sướng này. Mời cả nhà một miếng đùi với Hiếu này. Nó hấp này. Rất là ngọt luôn. Kèm một cái này. Ăn kèm với trái này ngon. Thơm rồi nhỉ. Chắc là Hiếu cũng có làm một ít cơm rồi nhỉ. Thì làm một ly này nữa rồi mình tranh thủ ăn cơm nhé.
vẫn rất thoải mái cả nhà, êm mà. Có mưa thì cũng không sợ vì nó có cái phần lá đâu. Rồi Hiếu xin chúc cả nhà ngủ ngon, hẹn gặp lại cả nhà sáng mai cả nhà nhé. Hiếu xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị cùng các bạn đã xem hết video của Hiếu. Trong quá trình đi rừng thì Hiếu có thu gom được một số sản phẩm của rừng, đặc biệt là rừng Tây Nguyên cả nhà, được biết đến với miền đất khí hậu có nhiều nguồn dược liệu và dược tính rất là cao. Trên tay Hiếu đang cầm đây là những cái nấm lim xanh cả nhà, nó được biết đến rất là nhiều công dụng luôn. Từ ngày xưa họ đã sử dụng cái nấm lim xanh này để hỗ trợ điều trị về những căn bệnh về hiểm nghèo, như là ngăn ngừa hỗ trợ điều trị về những căn bệnh ung thư, bệnh về mỡ máu, cao mỡ, tim mạch, dạ dày, huyết áp, tiểu đường, rất là nhiều luôn cả nhà. Các chị em uống vào cái nấm lim xanh này thì còn giúp trẻ hóa làn da này, đẹp da này. Ngoài hỗ trợ điều trị bệnh thì nó còn giúp chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra thì một số sản phẩm như là sáo tam phân cũng là hỗ trợ về căn bệnh gan, ung thư gan rất là tốt. Và những cái sản phẩm như chuối rừng này, sâm cau, nấm ngọc cầu, những cái đồ chăm sóc sức khỏe, rồi mật ong rừng Tây Nguyên. Quý cô chú anh chị có nhu cầu chăm sóc sức khỏe hoặc là mua để làm quà biếu, quà tặng thì liên hệ cho Hiếu qua số điện thoại là 0782282345, Hiếu để ở trên màn hình cả nhà nhé. Trong quá trình đi rừng nếu như cô chú không liên lạc được với Hiếu thì có thể nhắn tin lại hoặc là kết bạn Zalo nhắn tin cho Hiếu qua số điện thoại đó, hoặc là trang fanpage là Hiếu TV. Đi rừng về Hiếu sẽ liên hệ lại cho cô chú anh chị và các bạn, tư vấn cho cả nhà hiểu rõ thêm về những cái sản phẩm, công dụng, cách sử dụng và cách gửi vận chuyển như thế nào. Cảm ơn cả nhà đã luôn tin tưởng và ủng hộ Hiếu. Hiếu xin chào cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.